Hello, xin chào mừng quý anh chị quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức, và em là Đức Hưng. Địa chỉ showroom bên em là 389 quốc lộ 13, huyện Bình Phước, thành phố Thủ Đức nha. Bên em là trung tâm chuyên mua bán các dòng xe lướt, xe đã qua sử dụng và có cam kết về chất lượng, như cam kết là xe không cứng đụng, không ngập nước nha. Và máy móc hộp số thì có nguyên zin, bao test hãng thoải mái luôn. Và những chiếc xe này bên em có cam kết trên hợp đồng mua bán pháp lý rõ ràng nha quý anh chị. Vì hiện tại bên em Hưng đang cũng cần thu mua rất là nhiều các dòng xe lướt luôn. Quý anh chị đang có nhu cầu cần bán xe, đổi xe thì cứ liên hệ trực tiếp với em Hưng nha. Số điện thoại bên dưới em Hưng sẽ định giá trực tiếp cho quý anh chị luôn. Và hiện tại thì bên em Hưng đang về một chiếc xe Nissan X-Trail phiên bản SL quý anh chị, sản xuất 2017 nha, máy 2.0 bản full một cầu nha quý anh chị. Chiếc xe này thì cùng phân khúc với lại Honda CR-V đời 2015, 16, 17 nha. Đây là nói chung là đối thủ cạnh tranh trực tiếp luôn quý anh chị. Thì chiếc xe này á, là option á, là vượt trội hơn Honda CR-V nha. Nhưng vì do cái thương hiệu quý anh chị, giá trị thương hiệu thì nên thành ra là giá cả hiện tại qua xe qua lướt á, thì nó lại mềm hơn Honda CR-V rất là nhiều luôn quý anh chị. Mặc dù chiếc xe này là một trong những chiếc xe là chạy cực kỳ hay nha quý anh chị, đáng sở hữu luôn. Những cái option đều là vượt trội hơn so CR-V nha. Đấy. Và hiện tại là ngày trước đó là do là nó mới, thành ra là quý anh chị sợ, những khách hàng sợ đó là bảo dưỡng phụ tùng thay thế nó khó quý anh chị, nhưng mà thời gian đã chứng tỏ là chiếc xe này một chiếc xe rất là bền bỉ nha, và chạy cực kỳ ngon luôn, đầm chắc trong cùng phân khúc nha. Và giá cả hiện tại thì rất là mềm quý anh chị. Đây em Hưng dùng dòng quý anh chị xem nha. Chiếc xe này của chúng ta đó là mà chủ sử dụng là chạy được 10 vạn km chuẩn ô đô nha quý anh chị. Nhưng mà chiếc xe thì còn rất là đẹp luôn. Đây em Hưng đi một vòng quý anh chị cùng xem nha, về tổng thể chiếc xe. Đấy. Và quý anh chị thì nếu mà cảm thấy ưng thì cứ đến xem trực tiếp nha. Thì chúng ta phải tai nghe mắt thấy sờ chạm trực tiếp thì mới cảm nhận được chiếc xe của chúng ta như thế nào. Thì chiếc xe này thì em Hưng cũng rất là thích quý anh chị. Thứ nhất là tại vì form nó rất là gọn gàng nha, mà nó 7 chỗ ngồi luôn, gọn gàng, giá thì chưa tới 600 triệu. Được trang bị đầy đủ option, ví dụ như là đèn chiếu sáng quý anh chị. Đây là bộ đèn chiếu sáng này, sẽ trang bị là đèn bi LED nha quý anh chị nha, bi LED cầu luôn. Có LED ngày định vị thời trang rất là đẹp này. Mặt ga lăng thì thiết kế là mặt chrome mà rất là hầm hố nha. Đấy, mặt ga lăng này quý anh chị nè, trên những con Nissan Navara nha, Nissan Terra đồ nó cũng giống y chang vậy quý anh chị nha, nhìn rất là khỏe. Gầm bệ thì rất là cao nha. Đấy, ba đời sóc rất là liền lạc này, form nó rất đẹp, form nó rất là thể thao lắm quý anh chị, nhìn nó khỏe khoắn lắm. Xe trang bị là la răng hợp kim nhôm đúc nguyên khối, kích thước của la răng này là 18 inch nha quý anh chị, 18 inch, thành ra là chạy rất là đầm chắc nha, đầm chắc nha. Và vỏ này nó lại rất là dày quý anh chị, cái vỏ bố nó rất là dày nha, từ mâm to vỏ mỏng thì chạy rất là ồn ha, còn cái vỏ thì cũng rất là dày luôn. Chủ thì cũng vừa mới thay vỏ quý anh chị, cui này, gầm bệ thì cực kỳ đẹp nha. Gầm con này nó có độ khoảng sáng gầm của nó khá là cao quý anh chị, cao lắm. Chạy thành ra là mình chạy đường có hơi xấu xấu chứ cũng không thoải mái lắm quý chị nha. Gầm bệ này quý chị. Chiếc xe này em Hưng khi mang về là đều có kiểm định hết nha quý anh chị nha, kiểm định và cam kết cho quý anh chị về máy móc hộp số, khung gầm nha. Xe em phát hiện lỗi phải mang qua trả lại đủ tiền nha quý anh chị. Gương chiếu hậu thì nó gặp điện ha, có tích hợp đèn báo rẽ nè, và đặc biệt là cái gương này nó có tích hợp là sấy gương nha quý anh chị, sấy cả gương khi trời mưa mà nó có bị động nước nó sấy luôn đấy, có duyên mà nó có thôi. Viền cửa sổ được ốp inox nha, riêng theo xe quý anh chị, tạo nên cái toát lên cái vẻ đẹp ha, vẻ sang trọng. Tay nắm mạ chrome này đấy. Rồi tiêu hao nhiên liệu thì sao, có hao không quý chị? Thì đây là 10 lít trong đô thị và 7 lít nha khi đường kết hợp đấy, rất tiết kiệm nha, máy 2.0 thôi. Chiếc xe rất khá là hiện đại quý anh chị, mâm thì cũng đẹp nữa đấy. Và đặc biệt là phía sau xe thì trang bị là một bộ đèn hậu rất là to bản nha, thích hợp với đèn nên cái này là giải định vị ha. Phía sau thì xe phiên bản này thì nó chưa có cảm biến lùi ha, nó chỉ có camera lùi thôi và cấp điện quý anh chị. Đấy, cấp điện nha. Thì đây là một trong những option mà vượt trội so với Honda CR-V cùng đời nha. Honda thì sẽ không có cấp điện quý anh chị. Đấy, mặc dù là nếu mà bản 2.4 thì cũng không có luôn. Thì chiếc xe thì lại có ha. Đây, hàng ghế sau của anh chị ha, hàng ghế giữa mình có thể trượt lên trượt xuống nha. Và nếu chúng ta không có nhu cầu sử dụng ghế sau thì gặp lại chở đồ. Đây, cũng tương tự những dòng xe 7 chỗ khác nha. Đấy. Cửa sổ trời panorama nha. Bên em Hưng thì cam kết cho quý anh chị về sùn chỉ đồ nguyên zin nha quý anh chị. Đây, chiếc xe này là của bên em Hưng đã bán cho khách quý anh chị nha.
Đấy, thì bên em Hưng sẽ có dán tem nè. Thì khi sau này mà bán lại em cũng, bên Hưng cũng dán tem của anh chị. Tem còn nguyên mà phát hiện lỗi là mang qua trả xe cho bên em. Cái xe này bên em bán cho khách là chạy được 1 năm ha. Giờ khách lên đời của anh chị. Đấy, lúc mà khách mua là nó rơi vào tầm khoảng gần 700 ha. Đây thì chưa tới 600 luôn của anh chị. Cái này lúc mà bán là hình như là nó khoảng 650. 650 của anh chị. Này thì chưa tới 600. Đấy, chạy được hơn 5 ha. Cũng rất là ok, rất là bền, giữ giá lắm. Tại đến đời này thì nó chỉ còn giá trị là giá trị sử dụng thôi, nó không còn cái khấu hao giá trị giá trị như là thuế nữa anh chị. Lúc mà mua xe mới con này lăn bánh nó rơi vào tầm khoảng một hơn 1.2 tỷ, gần 1.3 tỷ của anh chị nha. Con này nó gần nó là bản full, nó xe chưa bao gồm lăn bánh của nó là giá nó khoảng 1.1 tỷ hiện tại đấy. Đấy thì nó ngang với lại Honda CRV luôn. Đây có được có cửa gió sau nào của anh chị. Còn nếu mà mình đi hai, mình đi 5 người, mình đi mình chỉ có 4 người, mình có thể gạt kéo này, tại mình giật cái hàng ghế này, giật cái này xuống mình làm đục bệ trì tay nha. Bên đây cũng có thêm thông minh luôn. Ghế phụ cũng được trang bị là ghế chỉnh điện này. Đấy. Rất là đã quá anh chị. Cực kỳ ngon luôn, chủ xe rất là kỹ nha. Lên cả bộ lọc không khí cho xe này, khi gia đình mà. Quan trọng là phải an toàn ha, vệ sinh, bảo vệ được sức khỏe. Xe còn đăng kiểm dài đến tháng 6 2023 nha. Đây, có kính tài xe là ô tô nha, gập gương chỉnh gương nè, ghế tài là chỉnh điện nha, và có cả bơm lưng luôn. Ở đây sẽ có những chế độ là tắt mở cấp điện nè quý anh chị, tắt mở traction control nè, eco tiết kiệm nhiên liệu nữa nè. Đã tiết kiệm rồi mà còn có thêm eco thì siêu tiết kiệm nha. Đấy. Đây thì có chế độ auto này. Đấy, gạt mưa thì chưa có auto ha. Vô lăng thì vô lăng ba chấu ha, tích hợp nút điều khiển, có nghe thoại rảnh tay nè, có cruise control ga tự động ha, đầy đủ option hết. Đấy thì đồng hồ quý anh chị, odo là 110.000 km nha, chuẩn odo nha quý anh chị. Máy nó còn cực kỳ êm luôn, không rung lắc nha quý anh chị nha. Quý anh chị là mình phải xem xe, đừng xem odo nha quý anh chị. Odo là mình chỉ là mang chính thức tham khảo thôi, phải xem xe trực tiếp nha quý anh chị. Camera hành trình chủ lên nè. Gương chiếu hậu chống chói nè. Màn hình thì màn hình LCD ha, có kết nối Bluetooth nè. Có F1, có cả việc map dẫn đường luôn quý anh chị, khá là tiện lợi nha. Điều hòa hai vùng độc lập nè, auto luôn. Tốc độ giới hạn 50. Cường số nè quý anh chị. Đây nè, mình xem những chi tiết này mình sẽ đánh giá chiếc xe nha. Đây nè, Mica của xe này, mới tinh. Cường số này. Vô lăng này. Đấy, bọc da hết quý anh chị, rất là mới nha, chủ đi rất là kỹ luôn. Cái xe này còn có chỗ làm lạnh học nước nữa này. Và về an toàn, xe ngoài được trang bị là 4 phanh ABS, còn có trang bị là 6 túi khí nha, phân bổ lực phanh, rồi lực kéo đồ đầy đủ hết nha. Ok, bây giờ mình cùng ra ngoài tham quan khoang máy nha. Và đây là khoang máy chúng ta nha, xe này trang bị động cơ là 2.0, số tự động 6 cấp nha. Và nên Hưng thì cam kết cho quý anh chị là máy móc xung chỉ đồ là nguyên chi hết nha quý anh chị nha. Đây, một cái tem này bên em Hưng đã dán ha. Thì lúc dọn xe thì nó gấp chút xíu nha, chứ còn lại là lúc mà nhận xe thì nó nguyên zin quý anh chị. Cứ mở xe ra mà tem còn nguyên là bên em khỏi cần phải xem cái đóng nắp lại thôi quý anh chị, tại vì mình đã cam kết chiếc xe này rồi. Đấy ha, quý anh chị phát hiện ra xe mà đâm đụng gặp nước mà tem còn nguyên cứ mang lại em Hưng trả đủ tiền cho quý anh chị luôn. Và xe này bên em Hưng sẽ bảo hành cho quý anh chị là 3 tháng hoặc 5.000 km nha, và sẽ bảo dưỡng trước khi giao xe cho mình luôn. Ok, và hiện tại bên em Hưng đang chào bán chiếc xe này với giá bán là 595 triệu nha quý anh chị, 595 triệu, và đang có chương trình tặng 100% thuế trước bạ cho khách hàng nào mua xe tại thời điểm này nha, cho đến hết ngày 24 tháng 12 2022. Xe thì đời 2017 này bên em Hưng vẫn hỗ trợ trả góp của ngân hàng là 70% giá trị định giá nha. Quý anh chị nào quan tâm về xe, về cần tư vấn về xe, về ngân hàng thì liên hệ em Hưng, còn để lại bình luận bên dưới em Hưng sẽ chủ động liên hệ tư vấn cho quý anh chị nha. Và đừng quên cho em Hưng một like và một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký nha, để cập nhật những mẫu xe mới về bên em Hưng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị những video khác.